Thank you.
được tạo điều kiện hoạt động thể chất những phút giây riêng tư của họ tôn trọng. Dưới bom đạn tàn khốc của chính họ gây nên, tù binh phi công Mỹ được hưởng tiêu chuẩn vật chất cao hơn rất nhiều người dân bình thường Việt Nam. Chính sách nghiêm đạo của nhà nước Việt Nam đã cảm hóa hầu hết phi công tù binh Mỹ. Qua đó, phi công tù binh Mỹ có cơ hội thay đổi nhận thức và quan điểm, giúp họ hiểu đúng về tội ác đã gây ra, về cuộc chiến tranh phi nghĩa mà chính phủ Hoa Kỳ tiến hành ở Việt Nam. Hơn thế, phi công tù binh Mỹ được tự do tín ngưỡng, được tiếp xúc với các nhà báo quốc tế, các tổ chức nhân đạo thế giới. Hiệp định Paris đem lại hòa bình trên miền Bắc Việt Nam. Phi công tù binh Mỹ có mặt ngay từ hỏa lò, ngắn dài khác nhau, nhưng chắc chắn họ đều cảm nhận được chính sách nhân đạo của nhà nước Việt Nam. Доллары смотри, считай. Với các vị khách không mời đến đất nước này trên những chiếc máy bay chứa đầy bom đạn, bây giờ đến lúc các vị phải về thôi. Và hãy hiểu số phận còn may mắn lắm với mình, đó là được làm tù binh của người Việt Nam. Sau nữa, năm 1975 mới thấy chiến thắng vẹn toàn của người Việt Nam. Bóng dáng những kẻ xâm lược đã xa rồi, nhưng những gì là bài học lịch sử cho thế hệ tương lai, người Việt Nam sẽ phải lưu giữ mãi mãi. Sắc máy bay Mỹ bị bắn rơi dưới ao làng Phan Ngọc Hạ ngay giữa thềm lò này là bài học không chỉ của thế hệ trẻ Việt Nam, mà còn là bài học của nhiều thế hệ trẻ thế giới.
Phi công Mỹ hoạt động từ bên đã được hưởng chính sách lương tài của nhà nước Việt Nam có truyền thống bao đời. Họ phải mặc những chiếc áo sọc tù nhân. Vì vậy họ tự hoài mình một cách ai biết rằng phi công mà áo lụa. Chiến lược chiến tranh của bộ vấp phải sự đánh chặn mãnh liệt của quân giải phóng miền Nam. Hà Nội, trái tim của cả nước, nơi có Bác Hồ cùng bộ tham mưu của người lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa đấu tranh thống nhất nước nhà. Miền Bắc đang đẩy mạnh thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, phong trào mỗi người làm việc lần hai, xây dựng miền Bắc. Chi nhận miền Nam, các lĩnh vực kinh tế đạt được những thành tựu to lớn. Không có gì quý hơn độc lập tự do, chống lại những thứ nước là nhiệm vụ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Hậu phương lớn miền Bắc chi nhận sự người sự của trong miền Nam. Phong trào ba sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến. Hàng triệu thanh niên lên đường ra tiền tuyến, càng đẩy mạnh chiến tranh, Mỹ càng thất bại nặng nề. Chiến lược chiến tranh vô cùng từng bước phá sản. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, ngày thứ bán tiền thế, Mỹ gây ra sự kiện vượt Bắc Cổ lấy cớ ném bom miền Bắc. Và từ ngày 7 tháng 2 năm 1965, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ồ ạt ném bom miền Bắc, leo lên nấc thang cực kỳ nguy hiểm, đe dọa cả hòa bình và an ninh thế giới. Miền Bắc là hậu phương lớn, vừa xây dựng vừa chỉ biết chiến đấu, vừa chi viện cho tiền tuyến Việt Nam. Ngày 10 tháng 4 năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước. Đáp lời kêu gọi của người, quân và dân miền Bắc đánh trả xâm lược Mỹ bằng tất cả sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân. Tội ác đế quốc Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam là tột cùng. Nhiều khu dân cư cùng trường học, nhà trẻ được san bằng, bệnh viện, nhà thờ cũng trở thành mục tiêu cho bom đạn. Đặc biệt một tập kích 12 ngày đêm với quy mô lớn bằng B-52 cuối tháng 12 năm 1972 bị quân đội miền Bắc đánh cho tan nát.
quý thế không lực Hoa Kỳ bị đánh bại. Từ năm 1964 đến năm 1973, hàng nghìn máy bay Mỹ bị bắn rơi. Hàng trăm phi công bị bắt sống trên khắp vùng đất nước Bắc. Từ nhiều ngã đường, những phi công bị bắt được đưa về nhà tù Hỏa Lò, một nhà tù do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1896 tại Hà Nội. Tại đây, chính những phi công Mỹ đặt tên một cách chua chát là khách sạn Hilton. Thank you.